Hùng lên xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư à, trong buổi tối ngày mai tối ngày chủ nhật thì hùng sẽ làm hai cái video ngắn à, sẽ view hai nhóm ngành à, nhóm ngành thứ nhất đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì như các anh chị em biết rồi ở trong cái thời gian vừa qua thì nhóm ngành bất động sản dân cư đã có một cái dòng tiền tương đối là tốt à, nhóm ngành thứ hai thì hùng sẽ view lại nhóm ngành banh tại vì nhóm ngành banh thì cũng lâu lắm rồi à, chúng ta không có view ở trên các bản tin tuần À, tuy nhiên những cái mã cổ phiếu chiến lược những cái mã cổ phiếu mà team vẫn thường xuyên theo dõi thì à, những cái mật độ phân tích của nó vẫn được à, rất là đều đặn. Ví dụ như nhóm ngành bất động sản dân cư thì hiện tại là một số các anh chị em có có inbox trùng nói rằng là à, cái nhóm ngành bất động sản dân cư bây giờ nó đang rất là hay nhưng mà tại sao Hùng Lê lại không phân tích lên bản tin tuần thì cũng báo cáo với các anh chị em như Hùng có đề cập à, trong các cái bản tin đó là Uh, cái thời lượng của video thì chúng ta chỉ phát ở khoảng tầm 1 giờ đến khoảng tầm 1 giờ 15 phút mà để bao trùm hết tất cả những nhóm ngành uh, um, cơ bản và những cái nhóm ngành đang có dòng tiền tốt thì gần như là không đủ thời gian để phân tích và team cùng Lê thì Hùng sẽ có nhiều thời gian hơn và đây các chị nhìn thấy ví dụ nhóm ngành bất động sản dân cư thì 11 tháng 4, 12 tháng 4, 19 tháng 4, 28 tháng 4, mùng 10 tháng 5, 24 tháng 5, 13 tháng 7 và cách đây 3 ngày thì À, những cái danh mục cổ phiếu mà hùng thường xuyên hùng lọc ra để cho anh chị em chiến đấu à, của cái nhóm anh này thì vẫn tiếp tục phân tích vẫn tiếp tục đưa các cái target mục tiêu và vẫn tiếp tục chiến đấu đó ví dụ như là sáu cái mã cổ phiếu chiến lược gồm có Shell, hdg hdc hdc uh, nam long kdh và đạt phương đây là sáu cái mã cổ phiếu nó vừa mang cái tính cơ bản tốt của nhóm ngành bất động sản dân cư à, chính vì nên đã lọc ra để phân tích. Kẹp cùng với ở đó là chúng ta có ba mã cổ phiếu penny gồm có SCR, LDG và à, à, và, và 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 con 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 drh ba cổ phiếu penny. Kẹp cùng với đó là có thêm à, cổ phiếu đất xanh, cổ phiếu nhà từ liêm và cổ phiếu dg Đó là những cái mã cổ phiếu tối ưu à, tốt và thường xuyên mà team hùng lê à, liên tục cập nhật cho anh chị em chiến đấu thế còn trong tuần vừa qua thì hùng có phân tích thêm cổ phiếu novaland và cổ phiếu phát đạt thì à, tuần này cũng sẽ view để các anh chị nắm được cái tinh thần bởi vì hiện tại là chim hot ở hai cái cổ phiếu này là nó kinh khủng khiếp lắm các anh chị kinh khủng khiếp lắm à, nhưng không sao ví dụ như là chim hot càng nhiều á thì chúng ta cần phải có cái phương pháp tiếp cận đến hai mã cổ phiếu này và hai mã cổ phiếu này cũng là hai mã cổ phiếu rất đẹp ở trong cái thời gian tiếp theo theo quan điểm của hùng nó là như vậy thì cái nội dung mà hùng truyền tải đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đó là chúng ta sẽ phân tích ở trên hai kênh chứng khoán chiến binh đã từng có sóng là kênh mà một tuần chúng ta sẽ có một bản tin và bản tin này thì sẽ view các cái danh mục cơ bản và dự báo về xu hướng của thị trường và các cái mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm thì có thể inbox trùng ở dưới dòng thời gian bản tin tuần tức là dành thời gian để ông trả lời các câu hỏi của anh chị và cái kênh thứ hai là kênh hùng lê chứng khoán thì các anh chị chỉ cần gõ cái chữ hùng lê chứng khoán thì nó sẽ ra uh, những cái kênh này bởi vì đây là những cái kênh mà chúng ta thường xuyên trao đổi thì uh, các cái bản tin ngắn thì khả năng cũng sẽ up lên trên cái kênh ở bên này để cho nó tránh bị uh, trồng chéo nhau tránh bị trồng chéo nhau các anh chị thì nói như vậy để anh chị hiểu để anh chị biết và chúng ta đăng ký thêm cả cái kênh bên này nữa để khi mà video được up lên thì nó sẽ có cái sự thông báo à còn trong ngắn hạn là trước mắt thì hùng sẽ up trùng tức là hùng sẽ up trùng song song của hai kênh nhưng mà sau đó thì hùng sẽ uh, lọc ra để lắp up ở bên kênh bên này thì các anh chị nắm được cái nội dung đó anh chị nhá ok thì không để mọi người sẽ phải chờ lâu và chúng ta sẽ đi bắt đầu đi phân tích cái nhóm ngành bất động sản dân cư để chúng ta thấy được cái xu hướng của nó trong ngắn hạn Đầu tiên là Shell, đó thì đối với xe đây anh chị này, sau khi mà nó chia cổ tức xong thì nó cũng có test lại cái điểm đáy này tương đối là đẹp và từ đây thì nó bắt đầu hình thành một cái sóng lên. Và chúng ta có thêm điểm mua 18 ở 18.3 ở đây, à, rất đẹp ở đông tuần vừa qua và đóng cửa ở vùng 19.2. Nhìn về mặt xu hướng của xe hiện tại đường mát khá là đẹp nên là chúng ta sẽ ngắm lên target kỹ thuật 20 và sau đó thì nói chung là khoảng vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 của nhịp này là hợp lý. Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Hà Đô HDG thì đến tại thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn tiếp tục à, phân tích một cái sóng tăng của cổ phiếu này. Đó, và nó tận à, từ tháng 3 đến tháng 4 và lần lượt xây từng cái target một và đến thời điểm hiện tại là chính thức đây ví dụ Hà Đô là trong tuần vừa qua là chúng ta nói đến là target khoảng 32 và dự kiến nó sẽ hoàn thành cái target này và sau khi mà nó break được cái target 22 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái target ở 35. Cái phân tích này ở ngày 13 tháng 7 các anh chị nhá. Đó, ở ngày 13 tháng 7. Ok, ngày 13 tháng 7 đâu đó ngày đây này. 12 13. Đó, ông sẽ sẽ đánh dấu thêm một cái này nữa lên anh chị biết đó. Tức là phân tích là ngày 13 tháng 7 thì chúng ta phân tích lên cái target 32 và khi 32 này bị break xong thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng target 35 thì các anh chị để ý là trong tuần vừa qua thì sau cái nhịp nó vượt thoát vùng 32 thì nó test lại vùng 32 cực đẹp tức là ông đã phân tích với các anh chị nhiều rồi tức là nếu như nó chạm vùng kháng cự thì có thể là nó rụt xuống ở dưới này rồi nó tích lũy ở vùng dưới và nó break lên cái thứ hai nữa là nó break vùng kháng cự và nó test lại vùng kháng cự thì cái cổ phiếu hà đô ở trong hai tuần vừa qua là nó break kháng cự và test lại kháng cự hai cái đến cái tuần rất là đẹp và lực cầu tuần tới khả năng nếu mà cứ duy trì khoảng tầm độ 20 22 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là cái target 35 của chúng ta là ok. Con thứ ba đó là cổ phiếu HDC thì đối với con HDC là nói chung là nó nằm ngoài kỳ vọng các anh chị, nằm ngoài kỳ vọng. À, sau khi nó hoàn thành được cái target kỹ thuật ở vùng 32.5, sau đó nó tiếp tục tiến lên target 36 và sau đó nó tiếp tục tiến về target 39 đến vùng 40. Và hiện tại thì đây là một cái target cũng tương đối là mạnh Và vì cái đoạn vừa qua nó kéo khá là sốc Nên theo quan điểm của Hùng là HDC nó sẽ chỉnh cung Thì cái vùng chỉnh cung đẹp là sẽ khoảng quanh 38 đến khoảng vùng 36 Tức là nó test tích lũy lại ở quanh vùng này Và sau đó nó bật tăng quay trở lại ở đây Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản cái thuật 40 lần thứ hai Và sau đó thì cái target cao hơn ở đây sẽ là 43.5 đến khoảng vùng 44 Rất là ok à, mã cổ phiếu tiếp theo để xem thế nào. Hà Đô xong rồi. À, Nam Long, NGL Nam Long. Thì à, cái xu hướng của Nam Long hiện tại cũng đang rất là đẹp sau khoảng 2 tuần đánh. Và đây là cây nến của ngày 13 tháng 7, ông cập nhật cái xu hướng kỹ thuật của Nam Long. Tại thời điểm đó thì Nam Long cũng đang à, ở đâu đó đã đạt được đến cái target 35 trên 35, chỉnh cung. À, chỉnh cung này và nó tích thành công ở vùng 31 cộng dự kiến là sẽ tiếp tục ngắm lại target 35 lăm và đến cái thời điểm tiếp theo thì nó lại nâng lên được cái target 38.5 và đến thời điểm tiếp theo nữa ở tuần này thì như vậy là Nam Long của chúng ta sẽ nâng lên target 42. Ờ cái xu hướng hiện tại của Nam Long ở đây các anh chị này, nó đang bẻ một cái xu hướng đấy cực đẹp và lực cầu thì đang đạt được khoảng từ 4 đến tầm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đây là một lực cầu cực kỳ tốt của Nam Long ở trong thời điểm hiện tại và chúng ta kỳ vọng thêm cái tuần xu hướng tuần tới thì cái lực cầu nó tiếp tục được duy trì nó được củng cố đấy và các anh chị nhìn thấy tại cái thời điểm phiên 13 tháng 7 là hùng cập nhật cái nhóm ngành bất động sản dân cư à, tại sao hùng lại cập nhật ở cái cái ngày này thì các anh chị nhìn thấy là gần như từ cái điểm này thì bắt đầu tín hiệu đường MACD nó kết thúc một nhịp chỉnh cung và nó bắt đầu quay trở lại một cái diện một cái nhịp tăng tăng trưởng các anh chị để ý cái điểm xanh đây đó nó tăng trưởng các anh chị nhá thì đấy là thời điểm mà chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu công kháng cự đấy tất cả mọi thứ đang rất là ok xong đến cổ phiếu KDH KDH này đấy, KDH thì bây giờ là cực kỳ đẹp rồi các anh chị KDH cực kỳ đẹp cổ phiếu thứ năm đấy tìm chữ KDH này thì ngày 23 tháng 6 ngày 23 tháng 6 KDH rất đẹp FOMO mạnh mẽ lên cả nhà promo tức là gì? Tức là ăn thêm đấy. Thì tại cái thời điểm đó là Nam Long à KDH của chúng ta mới có giá 31.65. Đây, sau một cái nhịp ngùng ngùng để ý này, nó nó đi và nó đỡ rất là đẹp và cái đoạn 30.5 31 này là một phân tích cực kỳ kỹ, kỹ, thậm chí là cái điểm này này. Cái điểm này chính là điểm 20 mấy đây này, xem lại xem nào. Đây chính là cái điểm đây, chính là cái cái thời điểm này. Chính là cái vùng khoảng 29.2 đến khoảng vùng 29.4 đó cái vùng này cũng, cũng quan sát cực kỳ kỹ luôn đấy cực kỳ kỹ luôn và sau đó nó test này lên được đến cái vùng đây là vùng 31 đến 32 xong nó quay lại nó test điểm này rất đẹp cầu quay trở lại và như vậy thì Nam Long của chúng ta cũng gì ạ chúng ta có những cái target à, uh, đến thời điểm hiện tại Tại ngày 13 tháng 7 Nam Long chúng ta sẽ hướng đến những cái uh, cái vùng cản 32 33.3 35 33 đây 33.5 đây đó và sau khi nó bứt cái cản này xong từ ngày 13 tháng 7 đấy các anh chị nhá là khuyến nghị các anh chị ngày à, 13 tháng 7 là phân tích còn hàng ngày 20 23 tháng 6 là cái đoạn đấy là cái đoạn mà khuyến nghị mọi người mua rất là mạnh đây từ cái điểm này từ phiên này đó thì đến thời điểm hiện tại là hoàn thành vùng target 33.5 tuần vừa qua thì nó hoàn thành vùng target 36 và với lực đánh như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta lại không có target ở khoảng quanh vùng 40 cả đó khoảng quanh vùng 40 các anh chị rồi sáu là cổ cổ phiếu Đạt Phương thì sáu cái mã cổ phiếu này là gần như là sáu cái mã cổ phiếu khá là cơ bản các anh chị. Thì đến thời điểm hiện tại là Đạt Phương sau một cái giai đoạn nó tích lũy, đó, sau một giai đoạn tích lũy và nó cũng bắt đầu đưa được lên những cái target và hiện tại thì cũng đang xây cái target của Đạt Phương. Sau khi ở 35.5 thì cũng hướng lên cái target kỹ thuật là quanh vùng 40. Đây, đó. Ngày 13 tháng 7 các anh chị nhé Tức là không phải bây giờ chúng ta mới nói Những cái này là chúng ta nói trước rồi à, Chúng ta dự báo trước rồi Dự báo về xu hướng trước rồi đó và hôm nay thì ngày 30 tháng 7 30 tháng 7 tức là sau đó khoảng tầm 13 ngày 13 ngày nhỉ 13 À xin lỗi cả nhà 17 ngày 17 ngày sau thì chúng ta mới nói 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 đến những cái câu chuyện này Tức là break cản 36 thì sẽ hướng về target 40 Và đến thời điểm hiện tại thì gần như sau 17 ngày ở Những cái nhịp 35.5 đến vùng 36 xong Và nó sẽ hướng vùng cản 40 thì như vậy là gì để mà cổ phiếu mà nó đi lên được những cái vùng target như vậy á thì chúng ta à, phải có cái sự nội lực các anh chị nội lực cổ phiếu và nội lực đó thì mọi người nhìn thế nào thì mỗi người có một góc nhìn hùng có một góc nhìn các anh chị có một góc nhìn và không ai giống ai có người thì sẽ kỳ vọng lên target là 60 nhưng hùng chỉ kỳ vọng ngắn hạn ở vùng 40 mà nó lên được tầng 42 thì ở đây là bây giờ bắt đầu nó ngập ngừng thì cái điểm ngập ngừng này của đạt phương nó cũng đang tương đối tốt đấy anh chị này nhìn chung thì khả năng thì nó chỉ lắc ở khoảng quanh vùng 39 đến 40 theo quan điểm của như vậy và À, sau đó thì nó sẽ tiếp tục có thể nâng được cái target nhịp này lên khoảng vùng 44.5 đến khoảng vùng 45 dự kiến của Đạt Phương sẽ là như vậy Ok sau đó thì chúng ta sẽ phân tích đến cái mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu Đây để xem Thực ra không nhớ đất xanh Đấy, các bạn có nhắc cùng là đất xanh thì chúng ta có đất xanh Đấy, chúng ta có đất xanh, Đấy, có đất xanh các anh chị đây gõ cái chữ D, D để các anh chị biết được là à, chúng ta đã có thêm những cái điểm mua những cái điểm mua như thế nào ở thời điểm nào đó thì ở đây này hôm nay thường giới thiệu luôn đó ví dụ như đây ngày 17 24 tháng 5 đi 24 tháng 5 này chúng ta có đất xanh này vùng chỉnh cung 14.2 14.3 ăn từ 24 tháng 5 nhá 11 này đất xanh đất xanh phiên nay có thể ăn thêm ở vùng 14 14.3 khả năng là sẽ khớp Đấy, ví dụ DG thì Hùng vẫn bảo lưu quan điểm mà đánh về vùng 2223 tại ngày 24 tháng 5. Tại ngày 17 tháng 5 lại ăn tiếp đất xanh ăn. Sau khi chia nhá. Đất xanh này cảm nhận D DG dễ này là dễ 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 4x, tức là đánh lên 40 ấy. Đấy, tại thời điểm đấy. Đây, chỉnh cung vùng 142 143. 14 5 14 8 14 85 cho là ăn tí tá ở vùng 15 đi. Đấy là cái vùng trước chia nhá trước chia các anh chị nha đó thì như vậy là gì chúng ta có một cái hành trình rất là dài à, rất là dài và đất xanh 17 tháng 5 24 tháng 5 13 tháng 7 đó và đến 13 tháng 7 chúng ta nói gì về đất xanh đó chúng ta sẽ nói là ở đất xanh sẽ vượt 15 này xong ngắm cản 16 này vùng target dự kiến là sẽ ở khoảng 17 tức là tại thời điểm 13 tháng 7 chúng ta nói về đất xanh như vậy và các anh chị đây đó trong tuần vừa qua thì đất xanh chính thức hoàn thành cái vùng giá 17 trên 17 tức là sau 17 ngày sau 17 ngày thì đất xanh chính thức hoàn thành được cái 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 target mục tiêu đó và sau cái target mục tiêu đó thì nó chơi ba cây này thì thôi là gọi là thánh 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 mới phân tích được chứ còn xin lỗi là mấy cái ông mà bắt đầu ông chém gió ấy, ông chém gió ở trên đấy bây giờ các ông sẽ chém tư mừng lắm ông bảo rằng tôi mua được mã cổ phiếu đất xanh là nó nhân 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 xin lỗi cả nhà nhiều lúc nói hơi mất dạy một tí thì nhân cái khu mấn đấy bởi vì sao? Bởi vì là anh chị ạ, thị trường chứng khoán nó khốc liệt lắm và nó kinh khủng lắm. À, chúng ta không tài, chúng ta không giỏi. À, chúng ta chỉ là những cái hạt cát nhỏ thôi, chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ và bản thân Hùng Lê cũng như vậy. À, chúng ta có cái gì nhỉ? Có phân tích. Các anh chị về bản chất là đất xanh Hùng đã phân tích một cái chiều rất là dài. Và tại những cái thời điểm, ví dụ như là vùng 14, 14.2 là cái vùng mà dịa, trước chia à, bây giờ là 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 vùng trước chia thì sau chia các anh chị có thể chia ngược lại đâu đó ở cái vùng khoảng 13 13 mấy đấy này và chúng ta lần lượt chúng ta nâng được cái target 15 và sau khi nó bứt bứt được cái cản 15 á thì ông là, nâng lên được cái target 17 và bây giờ đối với những cây nến như thế này à, thì là những cây nến may mắn các anh chị nhé Đây là những cây nến may mắn thánh phân tích và chỉ có chỉ có những người tạo lập thị trường những người tạo lập cổ phiếu đất xanh á thì họ mới làm được việc này và như vậy thì đất xanh chúng ta sẽ có target kỹ thuật tiếp theo sẽ là vùng 20 rất là đẹp và sau khi có target 17 thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 20 và đừng có ông nào xin lỗi là đừng có ông nào hô tài hô giỏi hô mưa hô, hô gió các anh chị nhá đừng có hô hô thế là nó không đúng đâu các anh chị á chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta phân tích từng người ta ghét một đó đất xanh này tiếp theo là con nhà từ liêm nhà từ liêm thì bây giờ là cái mô hình của nó ấy, cái mô hình của nó thì cũng đang mường tượng ở đây là cái mô hình cốc cốc tay cầm đây là cũng là một cái mô hình phân tích cực kỳ là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật đây anh chị nó lõm này xong rồi nó tạo đây này và theo như cái quan điểm và theo như cái quan điểm cá nhân của hùng thì nó sẽ đánh lên vùng 30 nhịp này thì là 30 mươi ba mươi anh chị 30 đó nó sẽ kéo lên vùng 30 sau đó thì nó sẽ chỉnh một nhịp đâu đó nhẹ nhàng và sau đó nó lại tiếp tục kéo tức là nhà từ liêm ở cái thời điểm hiện tại nó cũng đi vào những cái sóng tăng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời rồi. cho nên là đối với nhà từ liêm thì cũng tích lũy mà mua thêm. cổ phiếu dg tại thời điểm mã cổ phiếu dg nó khủng hoảng đúng không ạ? nó rất nhiều những cái tin tức nhưng hùng lê vẫn bảo đây ví dụ sơn cho anh chị thấy được là những cái quan điểm mà để cho nhà đầu tư họ hiểu được ở DG xấu tốt này hay là cái đại loại là như thế nào đó thì chúng ta vẫn bảo lưu những cái quan điểm ví dụ đây DG tin xấu à, nhưng mà chúng ta đây đó đây nhưng hiện tại tốt này các tài khoản cầm thì chúng ta tiếp tục nắm thêm và chúng ta hãy ngắm lên cái target kỹ thuật ở khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 23 ngày 17 tháng 5 thì tại cái thời điểm mà ngày 17 tháng 5 thì các anh chị biết rồi DG nó 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 kinh khủng kiếp đúng không nó nó đạp hình như có nhịp đạp ở đâu đây này đây này đó tháng 5 này tháng 4 này tháng 5 này đó những cái đề đạt nhưng mà Hùng vẫn bảo lưu những cái quan điểm là gì cổ phiếu DG sẽ tiếp tục tích lũy thành công ví dụ nó sẽ tách tách thành công ở vùng 20 20.5 chúng ta tiếp tục bảo lưu quan điểm 22 23 và uh, đến thời điểm hiện tại thì DG đã lên được cái target 25 và hiện tại đang ngắm vùng cảnh thuật 26.5 thì khả năng cái xu hướng ở trong ngắn hạn thì DG nó sẽ sideway một cái biên hẹp khoảng một vài phiên tuần tới tức là nó sẽ tích lũy thêm và cái lực cầu của DG hiện tại nó đánh khoảng tầm 30 40 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là lực cầu cũng đang rất là khủng hoảng luôn, tức là rất khỏe luôn ấy. Thì với cái lực cầu này thì khả năng cao là DG sẽ bứt cái cản 26.5 và khi nó bứt cản 26.5 thì xu hướng tiếp theo của DG nó sẽ hướng về khoảng vùng giá 30. Hợp lý. Rồi, Nam Long DG rồi. Và tuần này thì các anh chị ngắm nghĩa thêm một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ Uh, ví dụ ví dụ như cổ phiếu uh, nha thì uh, nha hiện tại á thì cái 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 điểm vào nó hơi khó hơn một tí rồi nó hơi hơi khó hơn một tí rồi nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở một cái xu hướng uh, trung và dài dài một tí thì chúng ta vẫn cứ túc tắc để chúng ta mua và có chăng nếu như mà nó có quay test lại được cái biên Đó, cái biên này thì hùng nghĩ khả năng là ngắn hạn thì khả năng chưa có bởi vì là cái nhóm bất động sản là bây giờ nó đang đánh khá là tương bừng tức là khoảng vùng 2021 thì chúng ta sẽ thu gom tiếp vậy thì để chúng ta không bị nhỡ vị thế thì anh chị có thể là chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ thu gom ở cái 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 giá ATO trong phiên giao dịch ngày mai và sau đó thì cứ túc tắc dần dần còn đối với cái xu hướng của nha thì chúng ta sẽ có cản kỹ thuật là 30 cản kỹ thuật 30 sau đó thì sẽ ngắm lên những cái vùng cao hơn nhưng mà trước mắt là như vậy Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu CRE. Thì đối với CRE là team của ông Lê cũng đã phân tích đầu tư. Đây các anh chị, CRE. Nhưng mà chúng ta cũng không có đủ thời gian để mà à truyền tải hết đâu những cái mã cổ phiếu đẹp như thế này là không có đủ thời gian để mà truyền tải hết đâu các anh chị. Đó, CRE thì chúng ta bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 à. Đấy từ mùng 1 tháng 6 nhá. Đấy tại thời điểm 9.36 đến 9.4 thì đấy là những cái đây, đấy các anh chị này, đó. Tại cái thời điểm đó thì ông bắt đầu ngắm cái chạc kỹ thuật của thằng CRE đây này. Đấy lúc đấy nhìn nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là sau một cái nhịp mà nó có tăng lên, nó có tích lũy và đặc biệt nó tích lũy thành công ở tám 3 Thì như vậy là đối với cổ phiếu này thì cũng khuyến nghị với anh chị em trong team của ông lên là ngắm dài đánh dài, đánh xa, đánh nhìn cái view cái tầm nhìn của mình xa ra chứ đừng có view những cái thiền cận, view những cái thiền cận là nó nó khó đánh lắm. View cái xa ra thì ít nhất là 18 thì từ vùng 8 mà nhân với hạ à, 16 đó, từ vùng 8 mà lên 16 như vậy chúng ta có target dự kiến trăm phần trăm nhưng đâu đó nếu như trong cái 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 gọi là đánh chứng khoán mà nó lên được khoảng tầm 40 đến 50 phần trăm rồi các anh chị ơi nó phê nó sướng vô vô cùng khủng khiếp rồi cho nó lên đến 100 phần trăm thì khi đấy là coi như đi chân trước là nó run tay nó run nó không ấy được đâu đó rồi và cổ phiếu cái thằng SCR cũng rất là hay <laughs> SCR cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và đối với SCR thì sao lại SRC, SCR oánh đó thì đối với SCR cái thằng SCR này này thì cũng phân tích ở trong nhóm và hướng mọi người đến là con này nó phải đánh xa và view dài ra một tí thì đến thời điểm tại là rất thành công rất thành công ở cái điểm mua ở 7.75 đến vùng 8 ở đây rồi rất thành công ở những cái điểm mua lâu lắm rồi 6 đến 6.4 đấy đấy những cái vùng này 6 6.4 và nâng lên được target 8 xong ở vùng 8 thì nó rơ lắc ở vùng 7.75 đến vùng 8 chắc chắn là anh chị đã được tiếp cận những cái phân tích này rồi và hiện tại thì tuần tới các anh chị FOMO 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 8.8 đến 8.9 ai đang có hàng chúng ta cân cân thêm bởi vì nhịp này thì cái xu hướng kỹ thuật thì ngắm về vùng 9.8 đến vùng 10 là trong khả thi tức là nhịp này là về đến tầm này là khả thi còn um, DRH cũng hay con này là là trượt mấy nhịp rồi ấy trượt mấy nhịp và hiện tại thì bây giờ cái xu hướng của nó là nó cũng đang gì ạ các anh chị đây này chúng ta nhìn thấy là gì ạ? ờ, nó nó hình thành một cái hình thành một cái cái xu hướng tích lũy khá là là dài và cái biên của nó biên bốn 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 rất là ok hiện tại thì nó bắt đầu công được cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 7.2 thì ở đây nó có hỗ trợ này cái đoạn hỗ trợ 6 này là cũng cũng có phân tích này có phân tích và đâu đó đâu đó thì anh em cũng vớt vát được một ít hàng ở quanh cái quanh cái vùng hỗ trợ này, rồi sau khi mà 7.2 thì nó sẽ dự kiến là có sẽ vùng 6.8, 6.8 đến vùng 7 ăn thêm. Nói chung là trong ngắn hạn thì bây giờ nó có hai cây cầu đánh tương đối nó tốt, 9-10 triệu cổ phiếu trên một phiên đấy là cầu cực kỳ tốt. Thì sang thứ hai tuần tới nếu như mà các anh chị đang cầm thì chúng ta cũng cố gắng là chúng ta sẽ nhặt nhạnh thêm một ít nữa ở đâu đó khoảng vùng 7, 7.1 đi. 7.1 đến khoảng 7.2 chúng ta thử nắn nó xem là có nhặt nhạnh thêm được tí teo nào lên nữa không và cái target kỹ thuật và chúng ta đã ngắm tới ở đây thì khả năng là chúng ta sẽ ngắm đến vùng 8 và nếu nhìn xa xăm hơn đối với uh, DRH thì bây giờ nó cũng đang vào uh, vào những cái 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 trend vào cái trend tăng tốt rồi vào trend tăng tốt rồi và đối với con này đánh xa nhìn dài nhìn xa nhìn rộng đang anh chị thì hiện tại đang lực cầu đang rất là ok con LDG là con uh, LDG là cái con mà uh, nó bị khủng hoảng đúng không chị khủng hoảng về khởi tố về vân vân về mọi yếu tố nhưng trong cái thời kỳ khủng hoảng thì cũng đã có phân tích rồi tức là kỳ lạ thay đó là gì cứ cứ đạp về đây tức là nó có cái vùng hỗ trợ đây này vùng này là vùng 4 đến vùng 4.2 này vùng 4 đến vùng 4.2 này lùng đã phân tích cực kỳ kỹ và cứ đạp về đây là nó lại nhồi lên cứ đạp về đây là nó lại nhồi lên đạp đây nhồi lên và giai đoạn này thì lực cầu lại đang khá là tốt rồi tức là cái câu chuyện ở đây là cổ phiếu đầu cơ con này thì mang tính đầu cơ khá là cao thì uh, trong ngắn hạn như vậy là LDG rất có thể là tuần tới nó sẽ xuyên phá vùng 6.5 và hướng cái tắc kỹ thuật lên ở khoảng vùng 8 Đấy, vùng 8 như vậy là cái xu hướng kỹ thuật đang khá là tốt và các anh chị đang cầm thì chúng ta cũng có thể là cầm thêm đó ok uh, như vậy thôi uh, nhóm ngành bất động sản dân cư thì ông chỉ giới thiệu với à xin lỗi chết 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 quên quên uh, trong tuần này Hùng uh, có phân tích mã cổ phiếu Novaland thì bây giờ là ở chim nó đang hot rất hay ở hai cổ phiếu này novaland và phát đạt thì uh, trong tuần vừa qua thì cũng đã có một cái điểm phân tích là khuyến định anh chị là thôi bây giờ novaland thì chúng ta nhặt đi tức là chúng ta chấp nhận nhặt ở phiên uh, phiên nào nhỉ novaland uh, cách đây ba ngày cách đây ba ngày đây novaland là uh, chúng ta nhặt nói chung là những cái phân tích ở trên này thì Ngày 27 27 tháng 7, ngày 27 tháng 7 thì uh, chúng ta chấp nhận thằng Novaland. Novaland lúc đó thì uh, nó đâu đó dưới giá vùng uh, 17.95, Phiên đó 17.95. Thì ở đây thì uh, và hiện tại bây giờ đóng cửa 18.35, tức là cái phiên này này, phiên này thì nó đang suy uh, sát ở đằng dưới một tí thì chúng ta chấp nhận là chúng ta vào luôn cái vị thế ở khoảng quanh vùng 17.9 đến vùng 18 và khi chúng ta có những vị thế đó rồi thì chúng ta dần dần bởi vì Novaland bây giờ mà các anh chị mà hút mạnh là đôi lúc là bị dính trưởng luôn dính trưởng của tạo lập luôn họ rũ một phát là mình đi luôn đó nhưng nếu như chúng ta cứ mon men từ từ mon men từ từ và trong trường hợp mà nó càng chỉnh cung thì chúng ta càng mua các anh chị càng chỉnh cung càng mua với thằng Novaland bây giờ càng chỉnh cung càng mua đấy chính là những cái nhịp mà tạo lập họ rũ nhỏ lẻ thì càng đạp sẽ là những cái cơ hội và cái vùng không biết là ông đang chờ cái vùng này 15.5 đến vùng 16 là điểm mua vàng không biết là có về được đến đây hay không khả năng là khó bởi vì là ai cũng hiểu là về đến đó thì kiểu gì cũng bị bắt nên là khả năng là nó về rơi rơi khoảng quanh vùng 7 thôi thì đối với Novaland cái chiến lược nó là như vậy các anh chị nhá chúng ta cứ bắt từ từ thằng PDR cũng như vậy Phát đạt thì nó đang đi chậm rãi hơn một tí nhưng đến thời điểm này thì phát đạt cũng nó cũng đang hình thành được một cái trend kỹ thuật tăng cực kỳ tốt lực cầu tốt rồi bây giờ hiện tại là nó đã đạt lên được cái target kỹ thuật ở quanh vùng 22 và khả năng sẽ ngắm lên vùng 24 đến khoảng vùng 25 à, thế thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta mua như thế nào thì phát đạt thì hùng cũng phân tích ở trong cái phiên ngày 15 phát đạt à, chấp nhận chấp nhận mua và à, và khi mà nó có những cái nhịp chỉnh cung thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta cần thêm ví dụ đây này đó những cái thời điểm này và phát đạt thì ở khoảng 20.5 khoảng vùng 21 bây giờ thì nó đang tiệm cận vùng cản 22 thì cũng không không tiết lượng được cái đoạn này là rất khó không biết là nó có đạp về chỉnh cung hay không thì chúng ta cứ mua từ từ mua túc tắc từ từ và trong trường hợp ví dụ chỉnh cung về 20.5 đến vùng 21 hoặc thậm chí là nó sẽ có một nhịp rũ cung về tận vùng 18 đến khoảng đây này nó rũ về khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 thì ví dụ trong trường hợp mà nó rũ sâu về như vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng, gia tăng thêm. Chứ chúng ta đừng có nghe mà bây giờ chúng ta hưng phấn á, mà chúng ta cứ hùng hùng hục hùng hục hùng hục sông lên á và đến lúc nó đạp cho mình một phát là mình chết luôn các anh chị nhá. Chúng ta phải phân bổ vốn rất hợp lý của hai mã cổ phiếu này. Và đây cũng là hai mã cổ phiếu tiềm năng cho 6 tháng cuối năm thì cái chu kỳ của ngành ngành bất động sản thì khả năng là nó sẽ đi theo cái sóng quý 3, quý 4. nên đây cũng sẽ là cái thời điểm mà cái sóng ngành này nó bắt đầu có cái sự bùng nổ nhưng hùng lưu ý lại với các anh chị là không phải bây giờ mới phân tích khuyến nghị á à, đầu tư mà team của hùng lê tất cả những cái mã cổ phiếu ở à, à, tất cả những cái mã cổ phiếu tiềm năng những cái mã cổ phiếu tiềm năng, điểm mua tiềm năng rồi target tiềm năng rồi tất cả mọi thứ thì nó đã diễn ra ở một cái chu trình uh, rất là dài và đây là những cái phân tích liên quan đến những cái mã cổ phiếu. Đó, ví dụ từ tháng 1, tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta bắt đầu đã có những cái sự phân tích về mã cổ phiếu ví dụ uh, KDH chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta đã có một, một cái sự một cái quá trình chuẩn bị tương đối là dài. Các anh chị, đó tương đối là dài từ tận đây, từ tận bắt đầu là đầu đầu tiên đấy từ tháng 1 đấy. Chúng ta đã có sự chuẩn bị rất là dài và đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu là cổ, cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút. Thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút thì bây giờ ai cũng tung hô những cái câu chuyện là để mà set up được những cái điểm mua từ những cái ngày đầu tiên để hướng lên được những cái target à, sau này thì đấy sẽ là một quá trình rất là dài. Các anh chị chuẩn bị rất là dài và chúng ta sẽ tiếp tục bám sát thêm cái xu hướng của nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong các tuần tiếp theo. Ok thì là bản tin này thì chúng ta chỉ view mỗi cái nhóm ngành này thôi và các anh chị biết rồi. Đó, chỉ riêng cái nhóm bất động sản dân cư mà nói sâu, nói rộng và nói dài mà nói chi tiết thì cũng đã mất 30 phút các anh chị, 30 phút. Ok.